các tướng sĩ của quân Hán. Trong lòng các vị có phụ lão thê nhi không? Có. Các vị đều có người thân, có sự dấn dương. Còn Hàn Tín ta không có một người thân nào hết. Nếu ta tử chiến, kể cả một người cúng bái cũng không có. Có người nói, Hàn Tín, ngài không lưu luyến gì mới dám lăn lộn chiến đấu. Sai. Người không có gì lưu luyến cũng giống như một con dao mà không có cán, làm sao cầm đi đánh trận chứ? Nhưng người mà Hàn Tín đầy lưu luyến, người mà Hàn Tín thật sự lưu luyến, chính là các vị, các huynh đệ của ta. Chúng ta sắp đối diện với một trận ác chiến, khí thế quân địch rất hung hãn. Vậy chúng ta có đường lui hay không? Không có. Sai. Mãi mãi luôn có đường lui. Đối diện sinh tử, không ai mà không sợ. Không ai. Nếu muốn sống tiếp, có thể tìm ra cả ngàn lý do để thuyết phục bản thân mình. Có thể nói với bản thân, mình là tân binh, chưa được huấn luyện qua, không biết đánh trận. Có thể nói như vậy. Nhưng mà hôm nay trễ rồi. Chúng ta đã cắt đứt đường lui. Hãy quay người lại, dùng thanh kiếm sắt của mình và thân thể của mình nói với kẻ thù, có thể cướp đi mạng của tôi, nhưng mãi mãi không cướp được dũng khí của tôi. Rút thanh kiếm ra, hăng hái diệt thù, để phụ lão thê nhi các vị tự hào. Hàn Tín với danh tiếng lẫy lừng, chẳng qua cũng chỉ vậy thôi. Bắt sống Hàn Tín. Ugh!
Trần Dư dẫn toàn quân ào ạt xông ra, muốn bắt sống Hàng Tín. Hàng Tín giả bộ bỏ cờ bỏ trống, chạy về trận địa dọc bờ sông. Trần Dư hạ lệnh toàn bộ quân Triệu xuất kích, ép thẳng tới trận địa quân Hán. Một trận quyết chiến, quân Hán vì không còn đường lui, ngược lại lúc quên đi sự sống chết, họ đã dũng mãnh phi phàm. Hai bên chiến đấu nửa ngày, quân Triệu vẫn chưa chiếm lợi thế. Quân Triệu muốn rút lui về doanh trại, nhưng lại phát hiện doanh trại của mình đã bị 2.000 binh sĩ của Hàng Tín mai phục, cắm lên đó 2.000 lá cờ hồng. Quân Triệu lập tức rơi vào khủng hoảng, toàn quân tan tác. Hàng Tín thừa thế phản công truy sát Trần Dư. Giết chết chúng ta! Mau lên! Dư kia, bảo đứng lại cho ta. Tướng quân, phía trước tình hình thế nào? Đường rất chật hẹp, phía trước bị tàn binh chặn rồi. Chặn rồi à? Vì vậy cũng phải giết sạch cho ta. Tướng quân, tuyệt đối không thể. Ai dám cản ta, giết! Cho, cho! Bản thân không biết cầm quân, bây giờ lại còn ra oai nữa, loại người gì vậy? Nếu còn phải hắn thì hôm nay chúng ta đã không bị bại trận đâu. Trang huynh đệ, Trần Dư hắn không coi chúng ta là người. Giết hắn đi! 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 Các người định làm gì? Giết đi! Giết hắn 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 đi! Các người muốn tạo phản hả? Muốn tạo phản sao? Tháng 10 năm 204 trước công nguyên, nhờ vào trận Bối Thủy, Hàng Tín đại phá quân Triệu trên sông Trì Thủy. Thành An Dương Trần Dư tử trận, bắt sống Triệu Dương Hiết, nước Triệu diệt vong. Đại tướng quân, hắn chính là Lý Tả Xa.
Các người lùi xuống trước đi, ta có chuyện muốn nói với Lý tướng quân. Dạ. Ta là Hàn Tín, sớm đã ngưỡng mộ Tả Xa tướng quân trí dũng song toàn. Trần Dư đúng là một kẻ ngu xuẩn, không chịu nghe lời của tướng quân. Nếu không Hàn Tín làm sao có thể thắng dễ dàng như vậy? Đại tướng quân có thể có được chí khí như vậy, Trần Dư sao không bại được chứ? Đó đều là thiên mệnh thôi. Chỉ là không biết đại tướng quân với một kẻ tù binh lại nói lời như vậy, rốt cuộc là có ý gì đây? Hàn Tín khẩn thiết mời tướng quân về dưới trướng của Hàn Tín, chúng ta cùng mưu thiên hạ đại sự, không biết tướng quân có đồng ý hay không. Đại Dương mấy lần thúc giục chúng ta toàn lực tấn công quân Sở, Lý tướng quân thế sao? Nếu bắt tôi nói vậy, tôi sẽ nói huấn luyện binh sĩ là quan trọng. Còn nữa, một khi phải đi diễn chinh, nếu như không được bổ sung đầy đủ lương thảo, chỉ sợ sẽ bại trận mà thôi. Nếu lương thảo đầy đủ thì sao? Xét về toàn cục thì suy nghĩ của đại tướng quân là chính xác. Ta biết hiện giờ tình thế của Hán Dương cấp bách vô cùng, nhưng cho dù ta có dội tới Quỳnh Dương, thật ra cũng không giúp ích được gì hết. Binh lực không đủ, vậy là lấy trứng chọi đá rồi. Nếu chúng ta không đi, chắc chắn sẽ khiến Hán Dương nảy sinh nghi ngờ, phụ lòng tin của Hán Dương. Nếu nhất định phải đi cứu viện, cũng không phải là không có cách. Chỉ cần chúng ta cho phòng tuyến lui xuống phía nam một chút, thì có thể lập tức nhổ trại. Có điều, liệu đây có phải suy nghĩ của đại tướng quân hay không? Đại tướng quân, Hán Dương nhiều lần gửi thư hối thúc chúng ta đi cứu Quỳnh Dương, mong đại tướng quân có thể đưa quân xuống phía nam triển khai tấn công vào quân Sở. Nhưng ngài chỉ án binh bất động, tại sao lại như vậy? Thượng Sơn Dương điện hạ, tướng quân là vì làm tròn bổn phận của thần tử mới đem quân đội tới đóng quân Tu Vũ này. Trước mắt quan trọng nhất chính là chờ đợi thời cơ. Đợi tới lúc đó rồi, e là Hán Dương đã không còn nữa. Cho dù Hán Dương có ở đây, ta cũng sẽ không thay đổi chủ ý được. Hán Dương cũng sẽ đồng ý cho ta làm như vậy. Chuyện để các huynh đệ rời thành đã sắp xếp xong chưa? Còn nữa, đã lo cho bá tánh ổn hết chưa? Đại Dương, chuyện rút lui đã được sắp xếp ổn thỏa, tướng quân ở lại giữ thành cần Đại Dương định đoạt. Ta đã chọn được người rồi. Là ai vậy? Tướng quân giữ thành, cứ để quỳ báo đảm nhận đi. Đại Dương, giao cho hắn, thà không giao còn hơn. Vừa ra khỏi thành đã bị quân Sở đánh tan rồi. Chuyện của quỳ báo ta đã từng nghĩ tới. Để quỳ báo giữ thành chỉ có ba kết cục thôi. Kết cục thứ nhất, hắn bỏ thành đầu hàng. Như vậy thì đơn giản rồi, đừng nói là quân Hán ta, mà ngay cả Hàng Vũ cũng không tha cho hắn đâu. Còn một khả năng nữa là hắn tự chiến. Như vậy đối với hắn mà nói, coi như rửa được nỗi nhục một đời, ta sẽ dùng nghi lễ Dương Hầu an táng hắn đàng hoàng. Còn một khả năng nữa là đương nhiên là khả năng khó xảy ra nhất, đó là hắn đánh thắng trận. Nếu như hắn thực sự đánh thắng, đúng là ta sẽ phải trọng thưởng cho hắn mới được. Ta có được một mãnh tướng, không có gì là không tốt hết. Hán Dương, con người ngụy báo, một là không có tài chỉ huy, hai là không có gan chịu chết, người này không thích hợp, hãy để thần ở lại. Tử Phong, lúc này đây đừng nói với ta những lời này. Huynh là người không thể ở lại được. Đại Dương, thần tiến cử một người làm được. Ai? Chu Kha. Không được, hắn chỉ là thống lĩnh nhỏ thôi. Nhưng mà Chu Kha là người phong ấp có đúng không? Dạ.
ta biết hắn ta có người này trung thành đáng tin, có thể làm được. Ừ, được, như vậy đi, chúng ta chia nhau hành động hả? Đại Dương, người nói vậy là sao? Rất đơn giản, nếu như ta đi theo các ngươi hành động, vậy thì mục tiêu của chúng ta quá lớn, Hạng Vũ sẽ không buông tha cho chúng ta đâu. Hắn nhất định sẽ đuổi cùng giết tận. Như vậy thương vong của chúng ta càng nhiều. Nếu như chúng ta chia ra, sẽ khiến bọn chúng không biết phải làm như thế nào. Tử Phong, ta nhờ huynh một chuyện này, hãy chăm sóc gia quyến của ta. Dẫn theo nàng ấy. Hạ Hầu Anh, có, ngươi đi theo ta. Dạ. Tốt. Nói với các huynh đệ, trời vừa tối, chúng ta sẽ phá dọc dây. Đại Dương, không được đâu. Đừng có nói gì nữa, mau lên đi, sắp không kịp nữa rồi. Vậy đi. Mau lên, mau lên, mau lên, mau lên, mau lên. Mở cổng thành. Các huynh đệ, hãy theo lưu bang ta, mau sống ra ngoài. Lưu bang ở đây, quân sở chịu chết đi. Lưu bang ở đây, quân sở chịu chết đi. Lưu bang ở đây, ai dám làm loạn? Thị Tính huynh đệ,
tất cả phải nhờ vào đệ rồi. Đóng cổng thành lại, tiếp tục tử thủ. Báo Đại Dương, Hãn Dương Lưu Quý đã lên xe bỏ trốn. Chạy từ hướng nào? Từ hướng cửa đông, đã chạy ra ngoài thành rồi. Để hắn chạy đi. Dạ. Chờ. Tới đi, muốn giết thì giết, còn chờ gì nữa? Lưu Bang đâu? Ta chính là Lưu Bang. Thọ Can, ăn nói ngông cuồng, ngươi có biết đây là Hạng Dương không? Ngươi chính là Hạng Vũ sao? Cũng không cao to như ta nghĩ. Ta hỏi ngươi một lần nữa, Lưu Bang đã ở đâu? Lưu Bang ở đâu ta không biết, nhưng mà ta biết là đợi tới ngày Hạng Dương trở về chính là ngày chết của ngươi. Đại Dương của bọn ta sớm muộn gì cũng sẽ chặt đầu ngươi xuống đó. Thiêu chết hắn. Dạ. Lại đi, đốt đi, ông cũng đang thấy lạnh đi. Đại Dương, kiếp sau sẽ lại là huynh đệ của ngươi. Lưu Bang chưa chắc đã ra khỏi thành. Phóng tỏa cổng thành. Dạ. Đại tướng quân, có tin báo về quân sở Hạng Vũ đã công hạ Huỳnh Dương. Hán Dương ra sao rồi? Hán Dương không rõ tung tích. Tôi nghe nói Hạng Vũ xông vào Huỳnh Dương, truy lùng tung tích Hán Dương. Đại tướng quân, có cần tập hợp quân đội không? Người đâu? Đại tướng quân, khoan đã. Hán Dương, người mong mỏi điều gì nhất ở chúng ta? Chỉnh đốn quân lực, tích trữ lương thảo, chuẩn bị quyết chiến với quân sở. Ta tin là họ sẽ vượt qua được khó khăn này, hóa nguy thành an. Chúng ta sẽ không đi đâu hết. Nói với Phàn Khoái, án binh bất động, tập luyện như bình thường đi. Được, tôi hiểu rồi. Cho. Đại nhân, Hàng đại tướng quân đúng là có bản lĩnh à, luyện tập đám binh sĩ này như chiến binh thực thụ rồi. À, nè, uống đi, uống đi, uống đi. À. Ê, giờ là lúc nào rồi? Hai người còn tâm trạng ngồi để uống rượu với nhau? Các người còn là thủ hạ của Hán Dương không? Còn là huynh đệ của Hán Dương không hả? Còn đại tướng quân kia, sợ là đã bỏ quên Hán Dương rồi. Chuyện gì có vậy? Chuyện gì? Thành Huỳnh Dương gặp nạn rồi. Hả? À, có chuyện gì? Đại tướng quân, sau khi diệt được Ngụy và Triệu, bây giờ đang chuẩn bị
công đánh quân Sở ở Đức Tề. Vậy thì có ai có thể cứu Hán Dương đây? Tào đại nhân, bây giờ phải làm sao? Đại tướng quân phá tan quân Triệu ở phía Tĩnh Hình là tháng 10 năm ngoái, về tới bờ Bắc Hoàng Hà là tháng 11. Tính từ lúc đó cho tới thời điểm bây giờ, cứ đếm thử đi, còn mấy ngày nữa là 8 tháng rồi đó. Cứ án binh bất động, vậy là sao chứ? Mấy ngày nay chúng tôi đã đang huấn luyện binh sĩ, chưa dám lơ là ngày nào. Đúng vậy. Hán Dương có biết không? Quân Hán trong thành Quỳnh Dương có biết hay không? Bọn họ mong ngóng đại tướng quân tới cứu họ, như là nắng hạn trong mưa rào vậy đó. Ê, ta nghe có lời đồn rằng đại tướng quân muốn tự mình xưng vương. Hả? Hả? Ê, không thể nào. Không thể nào đâu. Sao điện hạ lại nói những lời này? Đại tướng quân làm vậy đều vì Hán Dương thôi mà. Không thể nào, không thể nào. Thượng xưng vương điện hạ, chuyện này tôi có thể đảm bảo với ngài. Đại tướng quân một lòng trung thành với Hán Dương, quyết không hài lòng. Mong thượng xưng vương điện hạ hãy xem xét kỹ càng. Ta là một giám quân mà, phải giám sát cho kỹ càng mới được. Cha, 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 cha. Sứ giả Hán Dương tới, mau mở cổng đi. Cha, 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 cha. Dừng tay. Chú công, chú công. Chú công, sao người chưa đây? Chú công. Ê, ê, chú công. Chú công. Chú công, sao người tới đây vậy? Tào Tháp. Có. Tập trung quân đội, cầm theo ấn tín của đại tướng quân. Ngươi và Phàn Khoái lập tức tập trung quân đội xuất phát đi. Dạ. Ngồi đó đi đại tướng quân. Ngươi thật sự rất biết cách huấn luyện lính mới đó. Đám người này được ngươi huấn luyện thành chiến binh hết rồi. Hả? Trương Nhĩ được phong Triệu Dương, ngươi cũng sẽ là tướng quốc của nước Triệu. Ta dẫn binh đi trước, để lại 2000 cho ngươi. Còn ngươi tiếp tục chiêu mộ người mới. Ta tin là ngươi nhất định sẽ huấn luyện được họ. Không lâu nữa ta sẽ công đánh nước Tề. Nghỉ ngơi đi. Dạ. Đại tướng quân, ta thấy trong quân đội đang điều động binh mã đó. Đại Dương đem con ấn đi rồi. Đại Dương tới đây sao? Phong ngài làm Triệu Dương, ta là thừa tướng nước Triệu. Chỉ để lại cho chúng ta 2000 nhân mã, không lâu nữa sẽ công đánh nước Tề. 2000 binh mã công đánh nước Tề? Đại tướng quân, Hán Dương điên rồi sao? Nước Tề kia có 70 mấy thành trì đó, mỗi người nhổ một miếng nước bọt đủ dìm chết chúng ta rồi.
Sao ngài còn cười chứ? Đại Dương sai ta chiêu mộ tân binh, huấn luyện tân binh, lệnh cho ta chuẩn bị công đánh nước Tề. Kiếm này chưa đem đi, vậy là ta vẫn còn là đại tướng quân. Phải. 2000 binh mã hay là... Truyền lệnh cho 2000 binh mã kia về nhà đi. Thả họ về nhà? Đại tướng quân ngài điên rồi hay sao? Hãy cho họ đầy đủ lộ phí, quy định trong vòng 15 ngày phải quay lại, nói với họ rằng nếu một người dẫn theo 50 người về, ta sẽ cho hắn làm đội trưởng. Dẫn 10 người về sẽ được làm thập trưởng. Nếu dẫn 100 người về, ta sẽ cho hắn làm bách hộ trưởng. Hàn Tín không sợ đánh trận, chỉ sợ không có trận để đánh. Vậy là không tốn chút công sức, Lưu Bang đã đoạt lại được quyền chỉ huy đại quân. Câu chuyện này có thể nói là màn biểu diễn đẹp nhất trong cuộc đời của Lưu Bang. Tiếp theo, Lưu Bang lại bắt đầu có đội quân của riêng mình và lại có thể tiếp tục xông trận. Chúng ta cứ phải trốn tránh khắp nơi như vậy cũng không phải chuyện tốt đâu. Nếu chúng ta không có lương thảo, cũng không có lính, nếu như đối mặt giao tranh với Hàn Vũ, e là sẽ chết chắc thôi. Đại Dương, vậy tại sao chúng ta không tới nước Tề nhờ họ giúp đỡ cho mình? Nước Tề? Đúng vậy. Đạo lý môi hở răng lạnh chắc là Tề Dương cũng sẽ hiểu. Nếu như Hàn Vũ đánh xong, chúng ta sẽ quay đầu để đánh nước Tề ngay. Vì vậy, tốt nhất chúng ta nhân cơ hội này đi đàm phán với nước Tề, tạo thành liên minh, cùng nhau đối phó với một kẻ địch là Hạng Vũ. Cách này cũng đúng là cách tốt. Ông có nắm chắc hay không? Tể tướng của nước Tề, Điền Hoành, cũng là tín đồ nhà Nho. Chắc chắn là ông ấy biết tôi. Tôi sẽ dùng cách không cần đánh mà chỉ dùng ba tấc lưỡi này đi thuyết phục ông ấy. Nghe có vẻ cũng là một cách hay đó. Nếu có thể nghị hòa thì đúng là chuyện tốt. Nhưng mà ta đã gửi binh lệnh tấn công Tề cho Hàn Tín rồi. Hàn tướng quân, trước mắt chỉ có 2000 nhân mã thôi. Nước Tề là một nước lớn, 2000 nhân mã đây là lấy trứng chọi với đá đó. Nước Tề có hơn 70 thành trì, cho dù chúng ta cử 30 vạn đại quân cũng phải mất thời gian hơn một năm trời mới có thể bình định. Đúng thật là như vậy. Thôi được, chúng ta bàn bạc lại cho thật kỹ đi. Được. Tử Phong à, có người Lý Thực Kỳ đó hả? Ta cảm thấy tầm nhìn của ông ấy rất độc đáo. Ai mà ngờ được năm xưa phải chạy trốn tán loạn khắp nơi, còn bây giờ đã trở thành người tranh đoạt thiên hạ rồi. Chỉ có ông ấy thôi. Đúng vậy, tôi cũng nghe mọi người nói ông ấy thích hiến kế. Đúng vậy, nhưng mà ông ấy hiến kế cho ta là chuyện tốt mà. Ta muốn hiền sĩ trong thiên hạ biết Lưu Quý ta là người chịu lắng nghe. Cho dù là kế sách ngu xuẩn cỡ nào, nhưng mà chỉ cần tốt cho nhà Hán ta thì ta sẽ nghe theo lời của họ, cho dù đó là sai. Hán Dương, tôi không thể không nhắc nhở ngài. Bây giờ Hàn Tín đã chuẩn bị sẵn sàng tấn công Tề. Vào lúc này, cử Ly đại nhân đi, e là rất nguy hiểm đó. Không phải ta cử ông ấy đi, là tự ông ấy yêu cầu đi thôi. Ông ấy có về được hay không thì phải coi số mạng rồi.
đại nhân trông có vẻ rất vui mừng. Đúng vậy, Châu là vùng đất mà Khổng Tử được sinh ra, Châu là nơi mà Mạnh Tử được sinh ra đời. Chúng ta sắp đi tới là đất nước của thánh nhân và hiền nhân, sao ta có thể không vui chứ? Nghe nói sứ giả tới Tề Dương là ngài đặc biệt đã cho lệnh thông hành, nói quản giả quân ngài là sứ giả tôn quý, nếu gặp được xe ngựa của ngài đều phải hạ vũ khí xuống cho ngài đi qua. Được lắm, không hổ là đất nước của thánh nhân. Lần này đại nhân đi sứ chắc chắn mã đáo thành công. Đúng vậy, ta có chuẩn bị mà tới, nhất định có thể mã đáo thành công, sẽ không phụ sứ mệnh. Chuyện này là như thế nào? Đại nhân là sứ giả của Hán Dương, sao lại không biết xảy ra chuyện gì chứ? Mọi người đều biết rõ Hán Tín sắp tấn công, chúng tôi đương nhiên sẵn sàng nghênh chiến rồi. Chuyện này đương nhiên là tao biết, nhưng mà tin tức của các ngươi lỗi thời rồi. Lỗi thời? Không phải chứ, nửa tháng trước chúng tôi mới nhận được tin tức Hán Tín đã cho lính xuất chinh rồi. Cho nên các ngươi bày trận để nghênh chiến sao? Đúng, không sai. Nước Tề chúng tôi đều đã chuẩn bị xong rồi, chỉ cần Hàn Tín dám tới, chúng tôi nhất định cho hắn toàn quyền bị tiêu diệt. Ta là sứ giả của Hán Dương, là đại diện toàn quyền, ta tới đây để mang hòa bình cho nước Tề. Ông mang tới hòa bình? Không sai. Mời Ly tiên sinh. Ta phụng mệnh lệnh của Hán Dương tới đây để hòa giải. Trong sách có viết đi sứ ngàn dặm không phụ lệnh vua, giống như tiên sinh đây có thể đảm đương sứ mệnh quan dinh như vậy, e là khắp các sử thư cũng rất khó tìm được. Điền tướng quá khen rồi, tại hạ chẳng qua là một thư sinh, lần này tới đây muốn nói về suy nghĩ của hai nước. Tại hạ cho rằng giữa các nước với nhau không phải dựa vào lợi ích mà dựa vào đạo nghĩa liên kết cùng với nhau. Nếu như có thể bỏ lợi ích vì nghĩa, có thể biến chiến tranh thành hòa bình, thì ta hoàn thành nhiệm vụ lần này để thực hiện lý tưởng chân chính của một nho gia. Ly tiên sinh nói rất đúng, nói rất đúng. Được, bây giờ ta đưa Ly tiên sinh tới dịch quán nghỉ ngơi. Mời. 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 Mời tiên sinh. Được, mời. Trời ơi, dịch quán của các ngài thật sự là đẹp quá đi. Cho dù là kiểu dáng xây dựng ở bên ngoài hay là đồ dùng để bài trí ở bên trong nhà đều giống như trong hoàng cung vậy. Tiên sinh, ngài ở lại đây tắm rửa sạch sẽ bụi bặm rồi thay quần áo đi. Tối nay Tề Dương sẽ đích thân bày tiệc rượu chiêu đãi Ly tiên sinh. Trời ơi, khách sáo quá rồi. Tiên sinh nghỉ ngơi. Được. Mặc dù Tề Dương chưa tới, nhưng từ dưới điện quành trở xuống, tất cả nhân vật chưởng quản thực quyền của nước Tề đều tới tiếp đãi. Các tùy viên Ly tiên sinh đưa tới quan sử phụ trách các công việc cụ thể đều căn cứ vào cấp bậc cao thấp. Nước Tề đã cử các quan viên tương ứng đến tổ chức yến tiệc ở nhiều nơi khác nhau, và bữa tiệc kéo dài 3 ngày liên tiếp. Ngày mai Ly tiên sinh sẽ diện kiến Tề Dương. Thưa Tề Dương tôn kính, nước Tề phồn vinh hưng thịnh, nhưng mà nếu như có thể biết thiên hạ thuộc về nơi nào thì nó sẽ tồn tại vĩnh viễn.
Nếu không, cho dù có hàng triệu bậc thầy ưu tú phò tá thì cũng khó nói rằng sẽ an toàn. Tiên sinh, nếu vậy ông cho rằng thiên hạ nên thuộc về nơi nào? Đương nhiên thuộc về Hán. Mời tiên sinh ngồi. Đa tạ. Vì lợi ích của nước Tề, ông có thể đem đạo lý của ông nói cho mọi người nghe thử được không? Đúng, tiên sinh. Trên thực tế bây giờ xem ra thì Lưu Quý suy yếu, Hàng Vũ lớn mạnh. Có thể suy đoán thiên hạ thuộc về ai đã được định đoạt. Việc tới nước này, có nói Hán sẽ thắng lợi thế nào cũng chỉ là ngụy biện thôi. Nước Tề tôi tuy rằng vẫn luôn duy trì trung lập, nhưng Tề vẫn luôn nhiều lần bị nước Sở uy hiếp. Thậm chí Hạng Vũ cũng đích thân dẫn đại quân xông vào lãnh địa của nước Tề. Còn nước Tề không thể địch lại được với Sở. Với cảnh tượng đáng sợ này, từ trên xuống dưới khắp nước Tề đều đã được đích thân trải nghiệm nỗi sợ hãi và lo lắng này rồi. Nước Sở lớn mạnh như vậy, sao tiên sinh lại cho rằng nước Sở này sau cùng sẽ bại trong tay của nước Hán chứ? Đầu tiên, Hạng Vũ lòng dạ hẹp hòi, không thể có được nhân tài. Thứ hai, bản tính hắn hung tàn, đã giết chết rất nhiều người, đặc biệt là sau khi giết chết Hoài Dương, thì càng không được lòng dân trong thiên hạ hơn nữa. Ngược lại với hắn, Hán Dương trọng nghĩa, đối với các hiền sĩ có tấm lòng bao dung như biển cả. Vì vậy người đời đối với Hán Dương và Hạng Vũ hoàn toàn có sự kỳ vọng khác nhau. Nói về quân sự, về mặt lương thực, bây giờ Hán Dương chiếm ưu thế tuyệt đối. Kho lương của nhà Tần đời trước đều đang nằm trong tay của Hán Dương hết. Có lý lắm. Ngược lại với Hán, về mặt lương thảo của quân sở có thể nói là thực sự rất gian nan. Bọn họ đưa các thanh niên tới tiền tuyến đánh trận, bây giờ việc vận chuyển lương thảo hoàn toàn phải dựa vào những người già xếp thành hàng dài như chữ nhất vậy, từ phương Nam xa xôi vận chuyển lương thực tới tiền tuyến. Còn Hạng Vũ thì sao? Với lương thực có thể nói là không hỏi han tới. Hắn từng tấn công vào kho lương nổi tiếng nhất của triều Tần, kho ngao. Nhưng sau đó thì sao chứ? Hắn giao hết kho lương đó cho quân đội được hình thành từ phạm nhân để trông coi. Kết quả, kho lương đó lại bị Hán Dương đoạt đi mất rồi. Lê tiên sinh phân tích đúng thật là tinh túy. Cho tại hạ và đại dương suy xét thêm. Được, vậy tôi xin đợi câu trả lời của Tề Dương. Hay quá ha. Hay quá. Màn chảy múa này thật không tệ mà. Phải đồ đây lắm. Kính mời một chén. Đây đây. Mời mời. Này nè, mời. Lê tiên sinh, ca vũ của nước ta thế nào? Ồ, hay lắm. Quan giao của hai nước chúng ta đều dựa vào ngài. Nè, chúng ta cạn một chén. Được, được, được. Nè, nè, nè. Lê tiên sinh, để bày tỏ lòng thành của ta với Hán Dương, ta đã hạ lệnh rút hết binh lính ở tiền tuyến rồi. Ta đã lệnh cho các binh lính đều trở về quê nhà. Các tướng lĩnh không lâu nữa sẽ khởi hành trở về. Xin mời. Mời. Mời dùng. Tạ Tề Dương. Màn ca múa này thật là không tệ mà. Nè, rót đi, rót đầy đi. Canh ba nửa đêm, có chuyện gì? Lúc nãy nhận được mật báo của nước Tề, đợi tới trời sáng e là làm lỡ thời cơ, nên nửa đêm tôi bẩm báo tướng quân nè. Nói đi. Tướng quân, tên nho sinh Ly Thực Kỳ ngài còn nhớ hay không?
Mật thám cử đi nước Tề không phải nói hắn đi lâm tri rồi sao? Bây giờ đã tra được Lý Thực Kỳ là Hán Dương, cử tới nước Tề để bàn giảng hòa. Giảng hòa? Nếu là giảng hòa, tại sao còn lệnh chúng ta xuất binh chứ? Không lẽ là kế quản binh của Hán Dương đưa ra để kéo dài thời gian? Dũng vậy tôi cũng nghĩ như vậy đó. Nhưng mà mật báo nói Lý Thực Kỳ đã đạt được thỏa thuận với nước Tề, bắt tay làm hòa rồi. Ông có chắc là họ bắt tay làm hòa rồi không? Dạ. Tướng quân à, sẽ không để các binh lính ở lại đất Triệu chứ? Tướng quân, hả? Ngài đã đọc hết 81 lý thuyết mà tôi đưa ngài chưa? À, đã xem một chút rồi. Nhưng mà nhiều tới như vậy sao? Tướng quân, trí tuệ và tài năng của ngài ngoài chiến trường thật sự là rất hiếm có đó. Nhưng mà tôi nghi ngờ cái khái niệm quyền thuật này ở trong đầu óc của ngài chắc là không hiểu gì hết đâu. Lại nói với ta đạo lý sinh tồn nữa, ta nghe mà lỗ tai muốn mọc tâm rồi nè. Nếu như suy cho cùng, Lý Thực Kỳ chẳng qua chỉ là một thư sinh thôi. Phải, ông ấy chỉ dùng ba tấc lưỡi đó thuyết phục được Tề Dương. Nhưng mà nếu như phóng đại thành tích của hắn, chẳng phải sẽ hạ thấp chiến công của tướng quân hay sao? Nếu như công lao của tướng quân còn không bằng một chiếc lưỡi đó, vậy nhà hắn hết thuốc chữa rồi. Nếu như bây giờ tiến đánh nước Tề thì có thể cứu được hắn. Nếu không tấn công đánh Tề thì hậu quả để lại cho nhà hắn khó mà lường trước được. Chuyện này liên quan gì tới quyền thuật mà ông nói chứ? Ngài đúng là không biết gì hết về quyền thuật mà. Cái này không phải một hai câu nói thì có thể nói rõ ràng được. Bây giờ Hán Dương ngài ấy đang muốn để cho tướng quân tự mình lựa chọn bước cờ tiếp theo đi đúng còn đỡ. Nếu như đi sai rồi, tướng quân sẽ gặp phải quả sát thân đó. Rốt cuộc ông muốn nói cái gì? Bây giờ trước mặt của tướng quân ngài đây chỉ có một con đường: hạ lệnh tấn công nước Tề. Chẳng phải Hán Dương vẫn chưa thu hồi lệnh tấn công nước Tề đó sao? Phong! Hán Dương, Hàn Tín đã xuất binh tấn công nước Tề rồi. Ta biết rồi. Ta đang tức giận vì chuyện này. Lý Thực Kỳ đang giảng hòa ở bên nước Tề, hắn lại cử binh lính đánh người ta. Chẳng phải lưu quý ta bất nhân bất nghĩa hay sao? Làm như vậy là ý gì? Cũng không thể quán trách Hàn Tín phát binh lệnh là Hán Dương người ra lệnh. Nhưng mà ta đã phát lệnh dừng đánh rồi mà. Đã không còn kịp nữa rồi. Cũng không sao,
nước Tề cũng hay thay đổi thất thường. Họ sẽ không coi trọng chuyện liên minh đâu. Nhưng mà Ly tiên sinh khó mà giữ được tính mạng rồi. Hàng Dương, nếu như Hàng Tín bại trận thì sao? Bại trận? Giết. Đi, đi mau đi, nhìn cái gì hả? Nhìn cái gì, chuẩn bị cho ngươi đó, đi mau. Đi. Tề Dương, Tề Dương, chuyện này là sao vậy? Tề Dương, chuyện này là tại sao chứ? Tề Dương, quỳ xuống, quỳ xuống. Tề Dương, chuyện này là sao hả? Đội quân của Hàn Tín đã tiến đánh tới Dư Thành. Người tới đi lừa ta, đúng không? Không thể nào. Ta là sứ giả Hán Dương đích thân cử tới, không thể nào có chuyện như vậy. Huống hồ ta là một nho sinh, ta nói đều là nhân lễ nghĩa trí tính, sao có thể làm ra chuyện như vậy được chứ? Binh lính của Hàn Tín đang vượt sông phía tây Hoàng Hà, dùng đồng bằng không được phòng bị đã bị chiếm đóng rồi. Cái gì? Quyền lịch chỉ trong vòng nửa ngày đã rơi vào tay của Hàn Tín. Không, đây đã. Tiếp theo đó, đội quân của Hàn Tín sẽ ập tới như một cơn bão, tiến gần tới Lâm Tri rồi. Ly Thực Kỳ, ngươi giỏi lắm hả? Miệng lúc nào cũng đạo đức nhân nghĩa, nhưng trong bụng ngươi là lòng lang dạ sói. Ta đúng là khó mà phản biện được. Nếu như Đại Dương đã không tin tưởng ta thì ta cũng không còn gì để nói. Đây là quy kế nhà Hán các ngươi thông đồng từ trước. Hán Dương thưởng người tới để lừa gạt người Tề chúng ta buông lỏng cảnh giác. Hán Tín nhân cơ hội phát động tấn công. Sứ giả Ly tiên sinh người rất hay hả? Đây đều là chuyện tốt ngươi gây ra. Điền tướng, ông vốn là một người hiểu lý lẽ. Ông nghĩ coi, nếu ta thông đồng trước với Hàn Tín, bây giờ ta còn ở đây hay sao hả? Đáng lẽ trước khi hắn tấn công vào nước Tề, ta phải trốn chạy rồi. Ta sẽ không ở lại đây để mà đợi chết đâu. Cái tên khốn lừa đảo nói dối này. Ta không phải lừa đảo, ta chỉ bị lừa đảo bán đứng. Cơ nghiệp tiểu như đã thành công rồi thì bị cái tên tiểu nhân Hàn Tín đó làm hủy hoại hết. Nếu ngươi không phải là kẻ nói dối thì ngươi ngăn chặn đội quân của Hàn Tín ngăn lại cho ta. Nếu không, cái giặc lớn đựng ở trước cửa là để chuẩn bị cho ngươi đó. Việc đã tới nước này rồi, không thể ngăn cản Hàn Tín được nữa. Sĩ có thể giết, không thể nhục. Ta chỉ cầu mong được chết. Nhưng mà trước khi chết, ta muốn nói với mọi người, những gì ta nói với mọi người trước đó đều là sự thật. Ta chính là một nhân sĩ cao thượng. Hãy giết ta đi. Lôi ra ngoài, đem nấu hắn cho ta. Dạ, dạ. Đứng lên. Kéo đi ra ngoài. Đi, đi, bỏ lên. Hãy đem giết ta đi. Ta là nhân sĩ trí cao. Mau đi, đi mau đi.
Cô có biết tại sao ta chọn cô chăm sóc cho đại tướng quân không? Bởi vì tôi thông minh hiểu chuyện. Đúng. Cũng còn do cô là hậu y của quý tộc suy vong nữa. Nói vậy có nghĩa là gì? Bây giờ người muốn gả nữ nhi của mình cho đại tướng quân trên khắp nước trời nhiều như lông vũ vậy đó. Nhưng mà ta không chọn được ai. Tại sao lại không chọn được ai? Ta lo rằng lựa chọn bất kỳ quý tộc nào cũng sẽ khiến trên dưới nước Tề đố kỵ với nhau. Vì vậy ông chọn ta. Cô đã biết rồi thì nên hầu hạ tốt cho đại tướng quân. Dạ. Đại Dương dậy rồi. Đã chuẩn bị xong đồ ăn cho ngài rồi, có thể dùng bữa. Mời Đại Dương dùng bữa. Nè. Ngươi là ai vậy? Tôi là Nga Muội, người xưng là Tức Công, là gia phụ của ta. Ta tới đây để hầu hạ Tề Dương. Ngươi gọi ta là gì? Tề Dương. Ta không phải Tề Dương. Trong lòng ta Hán Dương mới là Dương. Nhưng mà ở đất nước Tề, mọi người đều gọi tướng quân người là Dương. Gọi như vậy được chứ? Không thể gọi linh tinh. Khoái triệt kêu người làm vậy đúng không? Khoái triệt. Khoái triệt. Khoái triệt. Khoái triệt. Chỉ còn sót lại vài tên tàn quân, đâu cần ngài đích thân ra tay chứ? Không được buông lỏng cảnh giác để tránh hậu hoạn. Chỗ ngươi sao rồi? Ta đã đổi tướng điền ký tới Giao Đông luôn rồi. Ta nghe nói Quán Anh đánh ác liệt hơn. Hắn đánh tệ tướng nước Tề, chúa quân nước Tề tới nỗi không còn đường nào đi chạy. Ai cũng nói nước Tề lớn mạnh không đá động được, cũng chỉ có ta làm được thôi. Đại tướng quân, tướng quân, trên thực tế ngài đã trở thành chủ tế của Long Tri rồi. Thật sao? Tôi muốn nói với ngài một câu. Nói. Được cộng sự với ngài là vinh dự của tôi. Trương Nhĩ tôi nguyện cả đời này kề vai sát cánh cùng ngài. Trong quân doanh còn có chuyện, xin được cáo từ. Ông lại lo lắng chuyện gì? Điền Hoành sẽ muốn đầu quân cho Hạng Vũ. Bọn họ hợp nhất binh lực sẽ gây ra rắc rối lớn cho chúng ta. Tề Dương và Hạng Vũ không đội trời chung, bọn họ sẽ liên thủ sao? Tề Dương và Hạng Vũ chắc chắn sẽ liên thủ, bởi vì trong đó có liên quan sống chết tồn vong. Không những như vậy, trận chiến này Hán Dương nhất định mất lòng dân của đất Tề, bởi vì bá tánh của đất Tề đều biết nguyên nhân mà nước Tề thất bại hoàn toàn là vì Hán Dương nói không giữ lời, nói giảng hòa lại đi đánh Úc. Đương nhiên là ta cũng có trách nhiệm.
Bình định đất tệ là thứ mà chúng ta đều muốn. Bá tánh quán trách thì để cho thời gian giải thích đi. Thời cơ tới trong chớp mắt, không thể bỏ lỡ. Hay. Đại dương, đại dương, Hàn Tín lấy được nước tề nên vui mừng không phải sao? Sao tôi cảm thấy trong lòng này không được vui vậy? Ta vui mừng cái gì? Ly Tự Kỳ chết quá oan uổng. Ngay là về chuyện này à? Vì chúng ta lấy được nước tề, ông ấy chết cũng đáng. Liên quan gì tới ta chứ? Hàn Tín lấy được nước tề là vì bản thân của hắn, vì mở rộng đất thống lĩnh của hắn. Ngươi tưởng hắn là vì lưu quý ta sao? Tôi đúng là hắn thắng, nhưng còn ta thì sao? Ta phải gánh lấy tiếng xấu đó. Đại dương, sao lại nói như vậy? Bá tánh nước tề sao lại còn tin ta hay không? Chiến sự của nước tề thất bại, lưu quý ta cũng bại rồi, ta bại ở đầu trời. Chỉ có một người chiến thắng, đó chính là Hàn Tín. Tuyệt đối không được bắt tay. Làm vậy tôi làm sao đối mặt với huynh đệ tử chiến này? Theo tôi thấy, giết chết Điền Hoành đi. Được, đúng vậy, giết Điền Hoành đi. Không được bắt tay với nước đúng tệ. Vậy, giết chết Điền Hoành. Nước tệ làm sao vậy? Vậy là nước nhỏ thôi. Dựa vào cái gì liên thủ với chúng ta chứ? Không được liên thủ. Nếu liên thủ với họ, huynh đệ chúng ta chết oan uổng rồi. Không được liên thủ. Này, không được liên thủ. Theo tôi thấy, đem tên Điền Hoành này giết đi. Huynh nói đúng không? Đúng vậy. Đại ca, nên đem tên Điền Hoành này giết chết đi. Hàn Dương. Được rồi, nói bớt vài câu đi. Nghe nói Điền Hoành tới xin chúng ta viện trợ. Bọn chuột nhắt này làm khổ chúng ta đã nhiều lần rồi, bây giờ thất bại, tụi nó lại giống như đàn chuột nhắt chạy khỏi hang, chạy tới Bành Thành chúng ta xin cơm. Hàn Dương, ngài không những không đuổi hắn ra khỏi, còn sắp xếp người chiêu đãi hắn. Long Thư, đúng vậy đó. Sao Đại Dương làm vậy chứ? Là sao? Sao Đại Dương làm như vậy? Nói tới hận, không ai hận nước tề hơn ta cả. Điền thì không phải chuột nhắt, chỉ là một con sâu, suốt ngày xoay mòng mòng trong đầu ta, đánh lại đánh không chết, bắt lại bắt không được. Sao bị hắn phiền muốn chết rồi? Hải Dương, chuyện này đơn giản, loại cáo già như hắn, nhân cơ hội này cho một bạt tay đập hắn chết, sau đó chúng ta chuyên tâm đối phó Lưu Bang. Hải Dương, bây giờ quân đội và họ Điền chỉ còn lại mấy ngàn người, hơn nữa trốn tới phía Bắc Lâm Tri, chúng ta cần hắn có ích gì đâu. Đúng, đúng, đúng vậy đó. Đó. Mặc dù Lưu Bang lấy được đất tề, nhưng lòng dân của đất tề vẫn chưa thu phục. Từ điều này mà nói, huynh đệ Điền thị vẫn còn có ích cho chúng ta. Hôm nay Điền Hoành nói thật không sai, khí thế của quân Hán đã không còn như trước nữa. Đất tề chẳng qua chỉ là một bụng ghẻ dưới chân, còn Hán mới là xương cá mắt trong họng. Trước đây Á Phụ từng nhiều lần nhắc nhở ta, lúc đó ta đã quá cố chấp, không nghe lọt tai. Nhưng mà bây giờ cũng không muộn. Long Thư, có mặt tướng thống lĩnh 10 vạn tinh binh tới thẳng Lâm Tri, nhất định phải đuổi Hàn Tín ra khỏi đất tề. Hàn Dương, Hàn Tín đầy đủ lương thực, e là nhất thời khó mà tiến đánh được. Không phải bọn Điền thị muốn báo thù sao? Chúng ta cho hắn cơ hội, kêu họ ra chút công sức, để quân tề về phía bắc đến Bắc Dương để cắt đứt đường vận chuyển lương thực quân đoàn phía đông của Hàn Tín. Hàn Tín hậu phương phòng thủ chặt chẽ, miếng xương khó ăn này chắc là Điền Quảng không kham nổi rồi. Sáng sớm ngày mai xuất binh ngay. Nhanh vậy sao? Binh quý thần tốc, tình thế hôm nay không còn gì rõ hơn nữa. Ta với Lưu Bang, ai khống chế được đất tề thì người đó đạt được thắng lợi cuối cùng. Phải, đúng, đúng, đúng vậy. Cái ta muốn là đem con sâu Điền thị
ném lại vào đâu cơ Lưu Bang? Long Thư đã hiểu. Cái tên Long Thư này hôm nay làm sao vậy? Sao tới giờ vẫn còn chưa tới? Long Thư tôi tới rồi. Đại Dương, tại sao lại tới trễ? Quân lệnh như núi, chẳng lẽ người không biết sao? Mời Đại Dương xem. Đại quân xuất phát, sao lại đem theo thứ không may mắn này? Cổ quan tài này là tôi chuẩn bị cho tên tiểu nhân Hàn Tín. Đợi Long Thư tôi đem thủ cấp của tên Hàn Tín vào quan tài này tặng cho Đại Dương. Nếu như Long Thư tôi không làm được thì cổ quan tài này chính là nơi ở cuối cùng của Long Thư tôi. Long Thư tôi chết ở chỗ nào thì tôi sẽ chôn ở chỗ đó. Được. Tiểu tử nhà ngươi, vậy bổn vương ở nước Quảng Vũ đợi thủ cấp của Hàn Tín. Xuất phát. Dạ, toàn quân xuất phát. Quân Tề và quân Sở cùng liên thủ, Điền Quản thì đang giở trò sau lưng ở lương thảo của ta. Nhất thiết không được để cho bọn họ hình thành thế bao vây chúng ta được. Đại tướng quân nói rất đúng. Quân ta chiến đấu đẫm máu, người ngựa đều mệt, binh lính giảm xuống, lương thảo không đủ. Không cần bốn phía bị quân địch bao vây đâu, chỉ cần quân địch tấn công một phía, chúng ta cũng khó mà đánh thắng được. Chỗ Hán Dương có tin gì chưa? Vẫn chưa có. Chắc Hán Dương sẽ không mang tới an nguy của đất Tề chứ? Tôi nghĩ Hán Dương sẽ không đâu. Tôi nghĩ Hán Dương đang cố ý làm như vậy thôi, nhằm muốn cảnh báo ngài. Mau! Bẩm đại tướng quân, sứ giả Hán Dương tới. Mau mau mời vào. Dạ. Tham kiến đại tướng quân. Đại tướng quân. Vì vậy tướng quân đi đường vất vả. Đại tướng quân, đây là thư Hán Dương gửi ngài. Sao chỉ có 5.000 viện quân thôi? Vốn dĩ 5.000 người, nhưng mà giữa đường gặp quân địch phục kích, chúng tôi giúp sức tử chiến mới thoát khỏi vòng dây. Bây giờ chỉ còn 3.000 người thôi. Lương thảo cũng bị cướp đi không ít. Giữa đường gặp nạn sao không gia tăng phòng cố? Hán Dương cũng có chỗ khó, chúng tôi đã cố gắng hết sức rồi. Lương thảo không đủ, binh lực không đủ, mà để chúng ta đi đánh quân chủ lực của Hàng Vũ. Trận chiến này nếu không đánh thắng, đất Tề sẽ thuộc về Hàng Vũ. Cái đầu của Hàn Tín ta vào tay của Hán Dương. Nhanh lên đi. Tất cả chỗ này là lương thảo Lưu Bang chuyển cho Hàn Tín, phần lớn đều bị quân ta chặn được rồi. Bọn họ không còn lương thảo nữa, xem còn chống cự được bao lâu. Long Thư tướng quân, Hàn Tín là một người quỷ kế đa mưu vô cùng. Ta thấy cục diện bây giờ có lợi cho ta, đáng lẽ nên mau chóng dây diệt toàn bộ nhân mã của hắn, không để lại cho hắn bất kỳ cơ hội nào để thoát.
Ngươi coi địa hình ở đây, chỉ cần chúng ta triển khai đánh thì ta không tin Hàng Tín thắng. Cho dù có kế quỷ thần đa mưu, còn có thể chuyển bại thành thắng được sao? Long Thương ta thực sự muốn chứng kiến đó. Thương quân, vậy ngài có từng nghĩ có lẽ đây là miếng thịt Lưu Quý đưa tới miệng của ngài không? Không thể nào. Ngay vào lúc này, lương thảo nhiều hơn cung nỏ. Lưu Ba không có ngốc như vậy đâu. Đương nhiên Lưu Quý không phải là thằng ngốc, hơn nữa còn vô cùng tinh khôn. Năm xưa hắn từng đầu quân Hạng Gia, vì vậy hắn biết rất rõ kế sách chia binh của Hạng Dương. Ý của người nói gây chi rẻ? Đúng vậy. Hàn Tín đánh chiếm đất Tề, chắc chắn Lưu Quý sẽ đề phòng hắn ngày càng lớn mạnh. Vì vậy Lưu Quý đang đợi cơ hội. Lính của Hàn Tín phần nhiều là lính mới, không thể chống lại được 10 vạn đại quân của chúng ta. Hắn nhất định sẽ xin Lưu Quý cho diện binh. Còn Lưu Quý vừa khéo đã lợi dụng cơ hội này để đổi tất cả các bộ tướng của Hàn Tín cho các huynh đệ cũ ở Phong Bái. Không tin, ngài cứ chờ mà xem. Đúng là như vậy sao? Nhưng mà quân Hán, sao ta lại không thấy ai hết vậy? Đâu? Tướng quân, nghe ngóng được gì rồi? Nhưng mã của Hán Dương quả nhiên xuất hiện trong thung lũng. Mục tiêu của họ nhắm vào đại doanh chúng ta. Đoàn nhân mã đó trông thế nào? Họ im lặng trật tự, sát khí đằng đằng, trông có vẻ đều là lão tướng. Thế nào? Thế nào đây? Đây là binh lính kỵ binh được Quán Anh tướng quân thống lĩnh. Trước khi hội hợp với Hàn Tín, hắn muốn lập một đại công. Có phải là Hán Dương kêu ngươi đi phục kích không? Không phải, là ta muốn nhân lúc bọn họ chưa dẫn chân phục kích đánh họ một trận. Nhưng ngươi không nghĩ tới có mai phục, đúng không? Đúng vậy. Chết bao nhiêu huynh đệ? Quan Anh tướng quân, người tới đây chi viện ta như vậy sao? Đại tướng quân, tôi tự ý quyết định, nhưng mà tôi cũng đã cố gắng hết sức rồi. Cố gắng? Đại chiến còn chưa bắt đầu, ngươi đã tổn hại sĩ khí quân ta. Phạm phải trọng tội như vậy ngươi còn nói là cố gắng? Ngươi đúng là khốn nạn mà. Ta phải giết chết ngươi. Người đâu? Có. Lôi ra ngoài đánh 100 quân trượng đi. Dạ. Quán Anh à, đỡ hơn chút nào chưa? Người tới đây làm gì? Tới đây để cười ta có đúng không? Cút đi. Người cút đi cho ta. Người hiểu lầm rồi. Đại tướng quân xử phạt ngươi như vậy cũng có lý của ngài ấy. Có lý có lẽ gì? Lão tử giết địch bán mạng vậy hắn, hắn một câu cảm ơn cũng không nói thì thôi đi. Đánh trận mà. Hàn Tín hắn luôn bách chiến bách thắng sao? Đánh mãi không thua sao? Ê, lời này người khác có thể nói như vậy, duy nhất ngươi không được nói vậy đâu. Cái gì mà ta không thể nói được chứ? Hả? Trước mặt bao nhiêu người mà hắn dám đánh ta như vậy, ta ngay cả một câu cũng không nói. Nhưng mà hắn chửi mẹ của ta đó. Mẹ ta là để cho hắn chửi hay sao?
Không được, ta tuyệt đối không thể nhẫn nhịn nhục nhã như vậy. Ta phải đi. Ê, ta phải giết chết hắn trước đã. Ê, Quang Anh, sau đó ta sẽ tự sát thôi. Nữa. Quang Anh, người tránh ra. Quang Anh, người tránh ra đi. Quang Anh à, người tránh ra cho ta. Người đi đi, người cứ đi đi. Nói người biết, đại tướng quân đối xử với người như vậy không có tệ. Đây mà gọi là không tệ sao? Đương nhiên rồi. Người có từng nghĩ tới ngài ấy có thể giết chết người? Có phải người phụng lệnh Hán Dương đưa binh tới chi viện cho đại tướng quân hay không? Ngươi thì sao? Tâm khí cao ngạo, tự ý hành động, tự ý xuất binh, muốn giành công lao, rõ ràng không để đại tướng quân vào trong mắt của mình. Tội của ngươi là tội kháng lại quân lệnh đó, là phải bị chém đầu. Nếu ngài không xử trí ngươi như vậy, sau này ngài làm sao mà dẫn binh? Được rồi, nhẫn nhịn chút đi. Lúc này ngài há chẳng phải cũng đang nhẫn nhịn sao? Ngài đang muốn nói với chúng ta, đánh bại Long Thư không phải chuyện đơn giản như vậy đâu. Xung quanh sông Duy đều là mật thám của Điền Quan, muốn đi phục kích Long Thư không khác nào đi tìm đường chết. Hắn nóng lòng muốn dụ ta ra quyết chiến với hắn đó. Vậy chúng ta có đánh không? Đương nhiên là phải đánh. Long Thư chắc là luôn mong muốn được trực tiếp giao chiến với ngài ở bên sông Duy rồi. Vậy thì trực tiếp với hắn giao chiến một trận vậy. Quân lương trụ được tới hôm sau không? Được. Tào Tham tiếp lệnh, cho ngươi thời gian một ngày chuẩn bị 5.000 cái bao cát, sáng sớm ngày hôm sau phát động tấn công. Dạ. Đây không phải đang đùa đó chứ. Bao cát sao có thể chặn được kỵ binh của quân sở? Ta không đùa chút nào. Quán Anh thế nào rồi? Vẫn còn đang nằm. Chửi ta đúng không? Người nói với hắn, ta cho hắn thêm một cơ hội. Vào tối ngày mai cùng xuất phát với người. Dạ. Tại sao đóng quân gần sông? Ta đợi hắn tới để đánh với ta. Mật thám tới báo, quân hắn ước chừng 5.000 người đang lén lút dịch chuyển ở phía sông. Ta sớm đã biết rồi. Vậy thì sao chứ? Hàng Tín dụng binh ngươi cũng không phải không biết. Hắn trước giờ giỏi tận dụng dòng nước chảy của con sông. Lần này tướng quân không thể không đề phòng. Có gì đâu phải sợ hả? Ta thì cảm thấy Hàng Tín hắn dụng binh cũng chỉ có như vậy thôi mà. Ê, ngươi sao ngươi lại nói vậy chứ? Còn cần phải nói sao? Hàng Tín hắn nếu thật sự dụng binh như thần, sao lại cử người tới đánh lén doanh trại của ta? Đây rõ ràng không phải tự tìm đường chết sao? Ta nghe nói sau khi tướng lĩnh đánh lén đó trở về, thực sự đã bị Hàng Tín đánh cho một trận tơi bời rồi. Ta còn nghe nói khiến cho tên tiểu tử Hàng Tín đó vô cùng tức giận, đứng dậm chân tại chỗ suốt một canh giờ luôn mà, còn chửi cha chửi mẹ nữa chứ. Ta thấy Hàng Tín không phải loại người rách việc, cho nên tướng quân, chúng ta vẫn nên cẩn trọng thì hơn. Ta thấy người đức tề của ngươi bị Hàng Tín dọa cho sợ rồi, đúng không? Tướng quân, ta nguyện đưa 200 khinh binh của ta tiến lên dò thám. Không được. Ở đây ta chính là chủ soái, đều nghe hiệu lệnh của ta. Long Thư tướng quân, ai kháng lệnh chém. Tướng quân,
ta vẫn không sao hiểu được. Người nói chặn đứng nước ở thượng nguồn, mực nước ở hạ nguồn chắc chắn sẽ giảm. Long Thư là người dày dặn chinh chiến, chẳng lẽ hắn ta không nhận ra sao? Ngươi không tham gia trận chiến Ung Khâu năm xưa, đương nhiên không hiểu sự kỳ diệu trong đó. Năm xưa lúc đại tướng quân tác chiến nhấn chìm Chương Hạm cũng là dùng theo cách thức này, chặn nước ở thượng nguồn nhưng không hoàn toàn chặn hết, sợ sẽ khiến cho đối phương nảy sinh nghi ngờ. Bây giờ đang đúng lúc vào giữa mùa thu, mực nước của con sông này cũng từ từ rút dần, với người thường sẽ không nhận ra điểm này đâu, chỉ có lão tướng mới biết lý lẽ ở trong đó thôi. Cũng may là Long Thư vẫn còn không nghĩ tới chuyện này. Suốt dọc đường đi đều không thấy một tên thám mã nào. Mau! Tướng quân, cách đây hai dặm đường có vết tích đáng nghi. Mau đưa người bao vây lại, xem thử rốt cuộc là người nào. Dạ. Đi, đi coi thử. Điền Hoành, đi mau lên. Đại tướng quân, bắt được Điền Hoành rồi. Muốn chém cứ chém, không cần nhiều lời. Để bắt được Long Thư cùng đưa tới chỗ Hán Dương, tạm nhốt lại trước đi. Dạ, đưa đi. Phát hiện Điền Hoành bỏ trốn là khi nào? Chắc là trong đêm dùng đá nhỏ cắt đứt dây thừng bỏ trốn. Đại quân xuất phát bao lâu rồi? Ước chừng một canh giờ rồi. Mau chuẩn bị ngựa cho ta. Dạ. Tào tướng quân có. Một khi ngươi thấy tín hiệu của ta, lập tức dỡ bao cát để dòng nước lớn chảy thẳng xuống. Đã rõ, tôi đã dựa theo lệnh ngài, sắp xếp binh lính bắn cung tên ở phía sau. Một khi quân sở muốn xuất kích, chắc chắn sẽ gặp cảnh diệt vong. Đại tướng quân, 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 Điền Hoành trốn rồi. Hắn muốn báo tin cho Long Thư, chúng ta không thể thắng vì đánh bất ngờ rồi. Điều tại mấy tên binh lính đó làm không hết chuyện lớn. Đưa người trong coi Điền Hoành đó đi chém đi. Đại tướng quân, ngay chuẩn bị ứng phó đi. Đại tướng quân, lúc này đổi chiêu khác cũng chưa muộn mà. Đúng vậy. Ta biết trong lòng một tướng quân háo thắng sẽ suy nghĩ thế nào. Không đổi kế hoạch. Dạ. Dạ. Tướng quân, quân Hán đã chuẩn bị dự xong rồi. Tay bắn cung của chúng ta chuẩn bị xong chưa? Đều chuẩn bị xong rồi, chỉ đợi bọn họ tới thôi. Tốt. Ta dự liệu từ trước Hàn Tín không thể đánh trực diện. Truyền mệnh lệnh của ta, một khi quân Hán tháo chạy, quân ta lập tức vượt sông đuổi theo. Ai lấy được thủ cấp của Hàn Tín, Hàn Dương sẽ có trọng thưởng. Dạ. Không được, không được. Tướng quân, tướng quân đừng để bị trúng kế. Hàn Tín lấy đá chặn nước trên thượng nguồn rồi, lần này tháo chạy là muốn dụ quân ta đi vào sông Duy để dòng nước nhấn chìm. Làm sao ngươi biết được chứ? Trái lệnh của ta, tự ý ra khỏi quân doanh trại.
đáng trảm. Tướng quân, người có thể trảm tôi, nhưng mà tướng quân phải mau để các tướng sĩ quay lại. Nếu không, người bị trảm sẽ không chỉ có mình tôi đâu. Lúc này đang vào cuối thu, Long Thư ta dẫn binh nhiều năm trời, nếu dòng sông có khác thường, ta vừa nhìn là sẽ biết ngay vấn đề. Điền Hoành tướng quân, ngươi nghĩ nhiều rồi đó. Báo tướng quân, Hàn Tín đích thân dẫn quân bị chúng ta bao vây trên bờ. Ngươi có chắc không? Chắc chắn chính xác. Áo trắng bào đỏ chắc chắn là Hàn Tín. Truyền lệnh của ta, để trung quân tiến lên bắt sống Hàn Tín. Dạ. Tướng quân, xin đừng quên, ngay trước Chương Hàm ở Ung Khâu cũng bị Hàn Tín đánh bại như vậy đó. Điền Hoành tướng quân, ngươi quấy nhiễu lòng quân như vậy, ta sẽ không trách tội ngươi. Bởi vì Chương Hàm, Hàn Tín, hai người này bị người đời thổi phồng như là thần thánh vậy thôi. Đó là vì chưa gặp Long Thương ta. Điền Hoành tướng quân, đợi ta bắt sống được Hàn Tín, chia một nửa công lao cho ngươi. Điều tại ta hết gấp huynh đệ, tại ta không nghe lời của Điền Hoành. Long Thư ta cả đời này thành ở nghĩa, bại ở dũng. Các huynh đệ đều tại ta lộ mãn, đã hại chết nhiều huynh đệ của ta như vậy. Để kiếp sau, Long Thư ta làm trâu làm ngựa cho các ngươi. Jump!
Đại nhân, Long Thư tướng quân, ngài ấy... Ngu xuẩn, đúng là ngu xuẩn mà. Mau chóng đi thôi đại nhân, nếu không đi, sẽ không còn kịp nữa. Hàn Tín ơi là Hàn Tín, không lẽ đây là vận may ông trời ban cho ngươi sao? Bắn tên. Đại tướng quân, Long Thư chết rồi. Dọn dẹp sạch sẽ, đưa hắn ta về cố hương đi. Dạ. Cho. Đại tướng quân, có chuyện gì? Dù Long Thư chết, Điền Hoành tháo chạy, bộ tộc Điền Quảng vẫn còn. Gia tộc Điền Thị ở đất Tề quỷ kế đa mưu, thay đổi liên tục. An nguy ở đất Tề này, đại tướng quân, ngài muốn quản hay không quản vậy? Quản sao có thể không quản chứ? Danh không chính mà ngôn không thuận. Đại tướng quân, ngài dựa vào gì để quản chứ? Dựa vào ta là đại tướng quân. Đại tướng quân không quản nổi. Tại hạ mong đại tướng quân gửi thư cho Hán Dương, xin được phong hiệu Tề Dương. Ông nói cái gì? Đại tướng quân, chuyện thiên hạ không có thỏa hay là không thỏa, chỉ có thể và không thể, muốn và không muốn. Lần trước chúng ta đánh Tề, Lý Thực Kỳ bị giết, Hán Dương dù không nói gì chắc chắn trong lòng không dễ chịu. Này, Hán Dương đang đối đầu với quân Sở ở núi Quảng Vũ, ông lại kêu ta vào lúc này viết thư đòi phong Dương, không phải càng khiến trong lòng của Hán Dương oán hận sao? Đại tướng quân, ngài có muốn làm Tề Dương không? Muốn lại có thể, tại sao lại không làm chứ? Đất Tề ba tánh dũng mãnh, Điền Thị vẫn còn tàn dư, Hán Vũ luôn luôn dòm ngó, nổi lên đạo tặc, không có một vị vương trấn giữ, đất Tề bất kỳ lúc nào cũng có thể nổi loạn. Hơn nữa, Hán Dương từng viết thư cho đại tướng quân ngài rồi. Chỉ cần đại tướng quân viết được Long Thư thì ngài muốn gì cũng được. Bây giờ chúng ta chẳng qua chỉ đợi một phong hiệu, còn vì mục đích củng cố nhà Hán nữa. Đại tướng quân vẫn là tướng quân đắc lực của Hán Dương, là thần tử của Hán Dương. Hán Dương lại không có tổn thất gì hết, ngài ấy có lý do gì để mà không vui đây chứ? Vì sự an nguy của đất Tề, vì thế lực của nhà Hán, tạm thời ta có thể lên làm vương. Ông đi soạn thảo thượng thư đi. Dạ. Khoan đã, nhưng mà trước chữ Dương đó, ông cần phải thêm một chữ. Không biết là thêm chữ gì? Dạ. Tề Giả Dương. Cứ quyết định vậy đi. Vậy. Cứ quyết định vậy đi.
Dạ. Khốn kiếp! Nói lại một lần nữa, người nói mau. Ở đây bị bao vây, ta kêu hắn chi viện tới không tới. Bây giờ con lên làm tề giả dương hả? Là có ý gì đây? Đạp ta làm gì chứ? Tề giả dương cái gì chứ? Hàn Tín là một đại công thần, ta sẽ cho làm dương thật luôn hả? Hàn đại tướng quân, bình định chư hầu, chinh phục được nước Tề, đã đánh bại Long Thư, theo lý thì ta cũng phải trọng thưởng cho hắn. Tại sao hắn lại chỉ muốn làm tề giả dương chứ? Nếu phong thì phải phong là thật. Ngươi hãy chuyển lời của ta, nói với Hàn Tín hãy cố gắng an ủi ba tánh của nước Tề, huấn luyện binh mã, chờ đợi dụ lệnh của ta. Phong Hàn Tín là Tề Dương, nhanh chóng sắc phong. Tạ đại dương, tạ đại dương. Tử Phong à, có phải là lúc nãy ta hơi mất kiểm soát không? Đúng là Hán Dương hơi mất kiểm soát, nhưng mà tùy cơ ứng biến, khả năng che đậy rất tốt. Nhưng mà trong lòng ta rất là giận. Tin Hàn Tín đó, công lao của hắn nhỏ lắm sao? Đánh Chương Hàm, lấy được nước Tề, theo lý hắn sẽ được ban thưởng nhiều hơn. Đừng nói là Tề giả dương, chức quan lớn hơn ta cũng sẽ cho hắn. Huynh nói xem hắn như vậy có quá đáng hay không? Tử Phong à, huynh nói đi. Đúng là có hơi quá đáng, nhưng mà hắn lại lấy chuyện này ra để thăm dò ta. Có cần phải như vậy không? Nói xem, hắn lấy chức danh tề giả dương để thăm dò ta cũng tạm cho qua, nhưng lại đưa chuyện này ra trong thời điểm quan trọng quyết định nhất. Hắn muốn một danh hiệu, đây không phải là uy hiếp chứ là cái gì? Hắn có ý gì đây? Nếu ta không phong cho, hắn sẽ không tới sao? Vậy bây giờ ý của Hán Dương như thế nào? Phong, hắn muốn sắc phong gì ta cũng sắc phong hết. Ta muốn làm cho hắn vui vẻ, tâm trạng thoải mái. Đừng có quên, bên đó có người đang nhớ tới hắn đó.